Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, với những người lính chiến đấu xa nhà, quà nào quý hơn những lá thư từ hậu phương? Qua những trang hồi ký của nhà văn Đoàn Tuấn, chúng ta thấy hiện hiện lên một cách sống động cảm giác háo hức, hạnh phúc khi đọc thư nhà của lính. Hình ảnh bao tải thư bung ra, rơi xuống sông trôi nổi bập bành trong ánh mắt tiếc núi của những người lính hay những lá thư thấm máu của người lính quân bưu gợi lên nhiều cảm xúc Nhà văn đoàn Tuấn cũng dẫn ra nội dung một số lá thư mà đọc lên vừa buồn cười vừa ngậm ngùi Ở đó ta thấy hiện lên nét tinh nghịch của những người lính trẻ và cũng thấy trong đó niềm thương nỗi nhớ với hậu phương quê nhà trong hoàn cảnh bom đạn ác liệt, tình đồng chí đồng đội vẫn là điểm sáng, là những chi tiết xúc động thấm thía nhất của cuốn hồi ký. Không ai trong chúng ta không cảm động trước chi tiết hai người lính, dưới điều kiện thiếu thốn khó khăn đã cất công dạy chữ cho người đồng đội không biết đọc biết viết. Họ đã mang đến cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến là viết được thư về nhà và đọc được thư nhà. Chi tiết ấm lòng ấy cứ ngân vang mãi trong lòng người đọc người nghe Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng Mời các bạn tiếp tục nghe những trang tiếp theo của cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn thờ quốc thấm vào tôi những lời nhắn gửi lắm sâu Em ở nơi xa làm sao biết được Nghĩa địa an lung trong huyện Trong Cư -san. Người chết rồi còn lắm nỗi gian nan Một quả mìn cho hai lần được chết Tôi đã đọc, đã thuộc ở võng rất nhiều Rất nhiều những vần thơ trận mạc của quốc Một người lính như thế Nhỡ chết đi thì tiếc biết bao Quốc không bao giờ nói rằng mình đã làm thơ từ tuổi hoa niên với rất nhiều thơ thiếu nhi đăng trên báo Sài Gòn trước năm 75. Có lẽ Quốc sợ cán bộ chính trị và anh em nghi kỵ rằng mình đã cộng tác với chế độ cũ hay sao mà giai đoạn tinh khôi trong sáng ấy ít được Quốc kể. Mà kể ra để làm gì? Khi xung quanh lính tráng chết đầy khi xung quanh anh em đang vào sinh ra tử. Mà kể làm gì, khi ký ức tuổi thơ non xanh ấy có làm dịu không khí sắt thép đầy mùi thuốc súng của chiến trận. Và có lần, Quốc đã suýt chết. Ấy là một buổi sáng, Quốc cùng nhân Á Hạnh đi tuần, đi ngay trên con đường mòn gần đơn vị. Con đường này, hàng ngày chúng tôi vẫn đi qua để lên căm tuất gùi đạn, gùi gạo. Quốc phải ra đường sớm, đi kiểm tra xem có mìn không, có địch phục không. Đang đi, Quốc vấp mìn. Nghe tách một cái, trái mìn bay lên ngang người Quốc, rơi bịch xuống. Quốc và Nhân đi gần nhau, cả hai bị bất ngờ, vội lăn ra, mặt tái xanh. Tìm đứng lại, chờ nghe mìn nổ. Nhưng mãi không thấy. Hai tên bỏ dậy, thấy quả capi hai xanh lè nằm ngay bên mình còn nguyên. Nhìn kỹ thì ra quả mìn bị cài kíp ngược. Chắc là thằng địch cài mìn vội vàng nên đặt lộn kíp. Nếu mà nó đặt đúng thì quốc tiêu đời rồi. Trưa hôm ấy tôi sang chỗ quốc chơi Quốc vẫn lặng im, chắc là chưa kịp hoàn hồn. Quốc còn sống, chắc là nhờ âm phần che chở. Nhưng trong chiến tranh, được nếm mùi xém chết cũng là một hạnh phúc, có đúng không? Để mình được nhìn mình, vừa đi qua ranh giới sự sống và cái chết thế nào, và được nhìn bóng dáng thần chết lướt qua mình ra sao? để mình được sống trở về nhìn mọi chuyện trên đời bằng con mắt bao dung bình dị quý giá nhất đó là được tiếp tục học hành là được tự mình làm công việc mình yêu thích đúng không và nữa là được yêu được che chở cho một gương mặt xinh xắn một mái tóc mềm nép vào ngực mình vậy thôi còn những chuyện khác như gió như mây tự đến rồi tự đi cái vọng ấy tiếc thật không biết quốc còn giữ được không và không biết quốc có giặt không những dòng chữ ấy những bài thơ ấy là minh chứng vĩ đại cho trái tim trinh nguyên của người lính tình nguyện một vẻ đẹp bất tử nếu chiếc vọng ấy rơi vào tay địch dù không biết chữ nhưng tôi tin kẻ địch chắc phải nhìn lại và nghĩ lại về người lính việt nam không cần tuyên ngôn này nọ, không cần pháo lớn súng to. Chỉ cần chiếc võng đầy thơ cũng đủ khiến bọn địch phải kinh hãi. Nhưng chiếc võng ấy vẫn treo tòng tang giữa rừng An Long Vang, mỏng manh thầm lặng. Dù chỉ mang đủ một người, nhưng có sức nặng biết bao nhiêu. Như một vầng trăng xanh giữa khói lửa chiến trường, như một nhịp cầu nối nơi đây với thế giới bên ngoài và con người việt nam ở bất cứ nơi đâu trong bất cứ thời điểm nào cũng có những người như nhân chứng như thư ký trung thành của thời đại ghi lại những câu chuyện bằng văn thơ để năm tháng ấy tại cánh rừng ấy chúng tôi đã sống và chiến đấu như thế họ tìm mọi cách để kể như cách của quốc khi đó một chiếc võng không chỉ là một chiếc võng nữa nó còn là minh chứng cho giá trị vô song của tâm hồn người lính. An à Long Vang có nhiều bãi mìn, có bãi ta cài, có bãi địch cài, có những bãi cả ta và địch cùng cài. Đó là những bãi cắt ngang những con đường huyết mạch nơi ta và địch đều cùng phải đi qua. Có nhiều lần, chúng tôi cùng những người dân Khmer muốn chuyển kho lúa về một phung khác, vậy dùng xe bò trở qua đồi tròn. Xong những người dân Khmer kiên quyết không đi đường này. Họ biết ở đó có bãi mìn rằng như thiên la địa võng không một ai dám qua. Dù đang đói, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm tính mạng. Một lần, sau khi đi trinh sát điểm cao 547, một vị trí hiểm yếu nằm trên Previhir chim cu cùng bình bách khoa và vinh gạo trở về ba người đều là trinh sát chim cu là trinh sát tiểu đoàn hai người kia ở trung đoàn đi phối thuộc họ cắt rừng thế nào về đúng đồi tròn quả đồi này nằm cách d tám không xa lúc ấy tầm đã quá trưa muốn cắt đường khác cũng không còn thời gian mà có thể hướng nào cũng có mìn bởi từ khi d tám dừng chân ở đây ngày nào bọn địch cũng cài mìn xung quanh chúng tôi đi phía nào cũng vướng mìn nhìn bãi mìn mà ngao ngán không sơ đồ những cái chết trải dài im lìm trong đất những cái chết đang chờ đợi bùng lên bất cứ lúc nào chả nhẽ cả tháng dọc ngang rừng núi không sao về gần đến nhà lại tan xác trước cổng nhưng làm thế nào để mà vào nhà được bình bách khoa vốn người nhỏ bé gầy nhom nhưng được cái nhanh nhẹn tôi đi chiến đấu cùng bình nhiều lắm buồn nắng cũng như mùa mưa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt phía trước rồi mà không tài nào theo kịp có lần quần áo ba lô của bình sũng nước chẳng có gì thay cứ mặc như thế đi cả ngày bỗng gặp bãi tráng đầy nắng quần áo ba lô bốc hơi nghi ngút tôi đi sau nhìn hình dáng bình chuyển động trong làn hơi. Ôi sao, đẹp thật. Tôi chạy lên đi cùng bình. Ông Phú Dâu cười nói, trình sát với thông tin như là anh em sinh đôi nhỉ? Đêm ấy, khi dừng chân, tôi viết lại cảm xúc của mình vào mảnh giấy đưa cho bình. Vía bình rất nhẹ, bọn tôi thường ngồi hút thuốc chuyện trò nhìn lại những đợt hành quân, những trận đánh hay từng người và rút ra kết luận ấy. Ai cũng phải công nhận, đi với Bình nhàn hạ ít khi gặp địch, chứ đi với nhiều người khác như là Tú Nghêu, Vinh Gạo hay Chim Cú, gặp địch là chuyện hàng ngày. Vì vậy Bình nói, để tao cắt đường qua bãi mìn, bọn mày cứ bám theo, giấu chân tao. Nhưng chưa ai đồng ý còn vinh gạo dáng cao kều chân tay lòng khòng đi đâu thì đụng địch đấy nó cũng bị thương một hai lần nhưng toàn thương nhẹ vinh gạo bảo tay tao dài hơn tay bọn mày gỡ mìn tốt hơn để tao đi trước chim cu lại bảo quan trọng là mắt với chân chứ nhìn thấy thì ai mà chẳng gỡ được vinh gạo lại nói chính bãi mìn này tao cài chắc là tao còn nhớ Chim cu bẻ lại Chính bọn tao cũng cài Nhớ làm sao được Xong vinh gạo cứ đòi đi đầu Nó muốn về đơn vị nhanh Người đang khó chịu Hai tuần không tắm hôi như là heo rừng Đêm ngủ chính nó Cũng không chịu nổi mùi mồ hôi của mình Lại đang đói nữa Về đơn vị nhanh Còn kiếm cái gì để khợp chứ Nhưng chim cu Cũng có dĩ diện chả nhẽ về ngay đến cổng đơn vị mình rồi mà mình lại để hai thằng phối thuộc dẫn vào thì còn xa cái thể thống gì nữa bọn nó mang tiếng là trinh sát trung đoàn nhưng chỉ cao hơn về phiên hiệu chứ còn kinh nghiệm trận mạc và số lần đụng địch nhá còn thua xa trinh sát tiểu đoàn nghĩ vậy chim cu quyết định bước lên trước dẫn hai đồng đội vượt qua bãi mìn bình ở vinh thấy chim cu có lý đành chịu chim cu đi trước, đưa tay sờ từng chỗ khả nghi rồi mới đặt chân vào. Bãi mìn quá rộng, bao ngày tháng trôi qua, mưa xuống, nắng xối, lá rừng phủ đầy, cành cây rơi xuống, lớp cỏ trước chết, lớp sau hôm mọc lên. Tất cả những cái đó như những kẻ tòng phạm của thần chết đang ẩn náu dưới đất. Mà bãi mìn thì mỗi người cài một kiểu, chẳng ai có sơ đồ, cứ mang bình ra, cài hết rồi về. Bọn địch cũng vậy. Đoán chỗ nào có khả năng ta đi qua thì chúng đều răng bình. Mà bình của địch thì nhiều hơn bình của ta gấp mấy chục lần. Nguy hiểm trùng trùng lớp lớp. Trước cái chết cận kề ngay bên dưới chân mình, chỉ cách mình có một lớp đế dày. Cẩn thận trọng hết sức. Bao nhiêu giác quan căng ra bao nhiêu tinh lực của đôi mắt dồn vào một điểm. Những bước chân không được run, không được suy xuyển. Đặt bàn chân xuống, lúc đầu thật nhẹ. Thấy không có gì khả nghi mới dám dẫm mạnh. Nếu cảm giác nghi ngờ, phải ngồi xuống ngay. Đưa tay xuống gầm giày, xem có ngòi nổ không. Nếu có, chịt ngay lại, không cho nó bật lên. No mà bật lên thì mình chỉ có nước đi đời nhà ma Hai đứa đi sau Mỗi đứa cách nhau 5 mét Để phòng chết chùm Đứa sau có bị thương cũng không sao Đi gần chết cả lũ Mà bị thương ở đây Cũng không ai ra cứu Tiểu đoàn có biết trinh sát về đâu Mà có biết thì Cũng chẳng hiểu về đường nào Lơ mơ gặp bọn địch qua đây Thì mình lại chết thêm một lần nữa Kỷ luật không bao giờ thừa. Thận trọng từng bước, hơn một giờ sau, chim cu cũng dẫn được đồng đội vượt qua bãi mìn. Ba thằng nằm thẳng cẳng trên cỏ ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời xanh mênh mang bằng phẳng ngút mắt như cánh đồng. Trên đó thật bình yên, dưới này cũng bình yên. Thôi, ngồi dậy đi tiếp đi. À, mà sao quần vinh gạo lại ướt như thế kia nhỉ? Vãi tè ra Địch Đếch phải. Tao bị mồ hôi ra nhiều quá đấy. Bơi lại, quần đùi của tao rách te tua. Tao vứt nó đi rồi. Chìm cù nói. Ờ, về đơn vị, tao kiếm cho mày cái quần đùi khác. Thế có còn ngon không? Vinh gạo hỏi. Tao biết, mày sợ lấy hắc lào chứ gì. Đảm bảo là còn ngon. Jean luôn á công việc nhiều khiến tôi chẳng có thời gian dành cho riêng mình nữa tuy hay cầm đến giấy bút nhưng toàn là để viết biên bản kiểm nghiệm di vật tử sĩ viết điếu văn chôn cất đồng đội một công việc đau xót dính đến giấy bút nữa là gạch tên những đồng đội hy sinh một việc mà trước khi làm bao giờ tôi cũng tần ngần suy nghĩ cũng nhiều lần tôi không muốn gạch để lại từ đó sinh ra chuyện nhầm lẫn về người sống và người chết Giữa tôi với anh bạn Đồng Hương cùng tên làm quản lý tiểu đoàn bộ Anh bạn bảo Thằng này chết lâu rồi, nó chết từ mấy tháng trước Nhưng tôi vẫn cãi Nó vẫn còn sống Phải đảm bảo mọi quyền lợi cho nó chứ Anh bạn cáo quát tôi tủm lum Tôi cũng điên tiết quát lại Sau phải nhờ tới anh Liễm làm trọng tài nhưng anh Liễm cũng không nhớ. Thế là phải xuống tận nơi kiểm tra. Đúng là đã mất thật rồi. Tôi sai đứ đừ. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng người đồng đội ấy còn sống. Bởi dường như mới hôm qua, anh còn ngồi đây kia mà. Suốt ngày ủng hoàng người sống người chết lẫn lộn. Lại có những trường hợp bị thương ở D8 Khi khiêng lên sư đoàn May thì sống, không may thì chết, mà chẳng biết chết khi nào cả. Vì vậy, chuyện nhầm lẫn là không tránh khỏi. Những ngày đó, nhật ký của Lê Minh Quốc còn ghi rõ tên từng người, từng ngày chết. Huỳnh Lộc, 15 tháng 6 năm 1980. Đỗ Nhờ, 16 tháng 7 năm 1980.

25 tháng 11 năm 1980. Lưu Thanh Sơn 25 tháng 11 năm 1980. Hoàng An 28 tháng 12 năm 1980. Huỳnh Hoan 13 tháng 12 năm 1980. Trần Lợi 13 tháng 12 năm 1980. Đó chỉ là danh sách đại đội quốc C7 còn những đơn vị khác như C5, C6, C8, tiểu đoàn bộ và D9 thì còn biết bao nhiêu. Ngày nào cũng có người chết, chẳng biết khi nào đến lượt mình. Rồi cái ngày ấy cũng đến, một cách bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ, một cách không mong đợi nhưng mình vẫn phải thực hiện đó là một ngày cuối năm 1980. Tôi được phân công đi đầu dẫn đội hình tiểu đoàn từ An Long Vang lên Cam Tuất ngồi gạo. Con đường dài 14 km đầy mìn. Mình vừa gỡ hôm trước, đêm xuống bọn địch lại mang mìn ra cài. Đó là con đường mòn chạy giữa cánh rừng dành cho xe châu và dân đi bộ. Không còn lối nào khác việc đi lấy gạo lấy đạn thì mỗi lần các bộ phận đều phân công nhau cử người đi đầu và con đường này đã thấm không biết bao nhiêu máu thịt của đồng đội tôi thực ra tôi đã đi lại hàng chục lần qua đây nhưng toàn đi giữa chưa bao giờ đi đầu cả đi giữa ít nguy hiểm hơn đi đầu thì hay vấp mìn hơn nữa bọn địch nằm phục bên đường thường nhằm người đi đầu mà nổ súng vì thế tỷ lệ thương vong đối với người đi đầu cao hơn trong tôi cũng có nhiều suy nghĩ nhưng rồi mình cũng cố cảm thấy bình thường ngày tôi đi bộ đội chú vạn người hàng xóm sát tường nhà tôi có nói với tôi một câu cháu ra trận cứ bình tĩnh có người có ta không việc gì mà phải sợ tôi không rõ chú vạn có từng đi lính không nhưng lời nói của chú không hiểu sao làm tôi nhớ mãi. Có lẽ do con đường của tôi từ nhà ra thẳng mặt trận chăng? Nghe tin tôi phải đi đầu ngày mai, Thuận cũng bồn chồn lo lắng. Nó dặn tôi đủ điều, toán lý thuyết. So với thời gian đụng độ trận mạc thì tôi từng trải hơn Thuận nhiều. Nhưng hai thằng sống với nhau trong một căn hầm, lo cho nhau là lẽ đương nhiên. Tôi cười bảo Thuận Đồng Hương đừng lo, mình không chết được đâu. Tôi tin là như vậy, bởi tôi không lo nghĩ gì. Tôi cũng không có linh cảm là ngày mai mình sẽ chết. Nhưng Vinh Gạo, cái thằng bạn cùng phố cùng trường cấp 3 với tôi, lại lo sốt vó. Lúc nào nó cũng bảo, thôi, để mai tao đi thay cho mày. Nhưng tôi bảo, mày là lính trung đoàn đi phối thuộc với đơn vị tao, sao lại đi thay được? Nó lại bảo, tao là lính trinh sát, tao biết cách gỡ mìn hơn. Nhưng tôi cũng biết cách gỡ mìn chứ. Các loại vũ khí như mìn hay là lựu đạn đều có nguyên lý như nhau. Tháo chốt ra là nổ. Lựu đạn thì khi tháo chốt an toàn, cầm trong tay phải ném ngay. Không thì chỉ 4 giây sau nó sẽ nổ trên tay. Tôi được học lý thuyết như vậy. Tuy chưa ném lựu đạn về phía địch bao giờ, nhưng tôi được thấy đồng đội ném trong các trận đánh khá nhiều. Tôi cũng chỉ ném những lần đi đánh cá, còn mìn thì cũng đơn giản, đào hố chôn dưới đất, tra kíp vào, trong kíp có sẵn ngòi nổ, trong ngòi nổ có chốt an toàn, bẻ hai đầu dây kim loại, rút ra, cài hờ vào đó, phủ tí đất hay đậy cái lá lên, ai dẫm vào vừa nhấc chân lên thì chốt an toàn bung ra, mìn bật nổ hàng trăm mảnh kim loại xé toát cơ thể mình, ngấm cái đau đớn kinh hoàng của những vết thương rồi từ từ chết. Tôi đã chứng kiến bao đồng đội như vậy. Nhưng Vinh Gạo lại nói, mắt tao tinh hơn mắt mày. Đúng là mắt tôi hơi kém. Bọn nó thường gọi tôi là Tuấn Cận. Bởi mỗi lần hành quân đêm, tôi hay bị lạc. Đơn vị đi đường này thì mình lại đi đường khác. Đến khi tập trung không thấy tôi đâu, đơn vị lại phải đi tìm. Hoặc những phiên gác đêm. Từ hầm trung đội ra vọng gác, tôi gặp khó khăn trong việc xác định hướng. Đã thế, lối đi cũng rất phức tạp, lổi lõm lung tung. Nhiều khi bước hụt xuống hào, đau điếng hết cả người, bẩn hết quần áo. Nói chung, mỗi khi đêm tối xuống, là tôi khó xác định phương hướng. Nhưng đi gùi gạo là ban ngày cũng đỡ lo. Tôi đang ngủ để lấy sức mai đi, thì vinh gạo lại mò sang. Tôi nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm. Nó gọi tôi dậy. Hai thằng nói chuyện ngoài cửa hầm. Nó bảo, mày, mày bướng quá đi, để mai tao đi đầu cho. Tôi bảo, Mày là người đơn vị khác. Mày đi thay tao. Anh em nhìn tao thì còn coi ra cái gì nữa? Nó rít thuốc một hơi dài. Nói thật nhá. Để mai tao đi thay mày. Tao chết đó, đỡ phí hơn. Tao, tao chưa có ai. Mày còn có người yêu ở nhà chờ đợi. Nghe nó nói thế, tôi cũng cảm động. Tôi đang yêu một người con gái cùng lớp cùng trường. Sau, cô gái ấy chuyển sang trường sư phạm chuyên ngoại ngữ. Vinh Gạo nó cũng biết. Nhưng Vinh Gạo đâu phải chưa có người yêu. Nó yêu nhiều hơn tôi là đằng khác. Ấy. Trước mặt tôi, nó viết thư cho rất nhiều bạn gái trong lớp. Hoặc như ngày bọn tôi vào Nam, qua Đà Nẵng, tàu dừng ở đó đâu chừng 30 phút. Không hiểu Vinh móc nối thế nào, hai cô bạn gái cùng lớp cũ ra tận ga Đà Nẵng đón đó là hai chị em Hà và Huệ. Thấy một bình đó đang tâm sự với hai em, tôi phục lắm. Làm cách nào mà nó kiểu được hai em ra tận sân ga nhỉ? Nó nhìn tôi lúc ấy ra vẻ khoái chí lắm, nhưng tôi mặc kệ. Bởi hai chị em nhà đó học cùng tôi hồi cấp 1, không xinh lắm, da hơi ngăm ngăm. Mà chắc đó là gu của Vinh Gạo đây ngày học cấp 3, tôi bên 10C, nó bên 10G. Lớp nó cũng nhiều em xinh, nó lại hát hay, dáng cao, đa tình, chắc là nhiều em mết. Tôi nói với Vinh, mày yên tâm, mai tao đi cẩn thận, sẽ không vấp mình đâu, mày ở nhà cứ bình tĩnh. Rằng con một lúc, tôi đuổi nó về hầm. Thôi, mày về đi, tao còn đi ngủ. Mày mắt tuét nhèm không thấy mìn thì nguy nghe có lý, dáng lòng khòng nó cầm AK đi về phía hầm trinh sát. Sáng hôm sau, đơn vị tập trung trước tiểu đoàn chỗ bãi tráng, lính dê bộ và các đại đội đã đến. Ai cũng nhận một vắt cơm với ít muối, thêm bi đông nước, vậy là lên đường. Ra đến đường, chỗ nguy hiểm, tôi nhắc mọi người đi theo dấu chân tôi, cự ly 5 mét tập trung vào hướng đi không vừa đi vừa nói chuyện nếu gặp địch phục nằm ngay tại chỗ bắn trả không được chạy lung tung dễ vấp mìn tôi nhắc lại thôi bởi nhắc hàng chục hàng trăm lần rồi nhưng lính có nghe đâu cứ vừa đi vừa nói chuyện lại còn hút thuốc nữa một thằng hút năm bảy thằng xúm vào một thằng vấp mìn dăm ba mạng đi theo khổ lắm thương lắm đấy nhưng mà nói mãi lính trắng rút ra bài học gì. Tôi quan sát kỹ, nhất quyết không đặt chân lên đường đất bởi bọn địch thường cài mìn giữa lối đi. Tôi đặt chân lên hai bờ cỏ, chỗ ấy đất cứng, cỏ lại mọc dày rất khó đào. Không biết đó là loại cỏ gì. Thân cứng như chiếc đũa, mọc tua tủa hai bên lối mòn. Nhưng nếu bọn địch trăng dây mìn, tôi đã có cách. Dây mìn bọn địch thường dùng dây kim loại, nhỏ tí xíu, nhưng dưới ánh mặt trời ánh kim loại vẫn phản chiếu. Hoặc tụi nó cũng dùng loại dây rừng như là dây hà thủ ô. Một bên buộc vào chốt, bên kia nối vào cây. Mình tưởng dây rừng vướng vào, chết ngay. Dạo đó gần cuối mùa khô nên ban đêm sương xuống nhiều. Những giọt xương đọng trên lá khộp già rơi xuống lối mòn thành những vệt sâu, chứng tỏ đường còn mới, nhưng nó cũng xóa hết dấu dày, dấu dép của bọn địch. Tôi chú ý đến chỗ nhiều lá khộp rụng bất thường, cúi xuống, lật ra. Chù cha, hai trái mìn nằm gần nhau. Tôi ra hiệu cho anh em dừng lại để khắc phục mìn, xong đi tiếp. Lúc này dường như anh em đã biết cảnh giác hơn. Tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào như mọi lần. Lại một đoạn nữa. Nơi này nằm sau chỗ hôm trước đơn vị tôi bị mìn DH10 thổi. Qua chỗ đó, mùi xác còn tanh, quả vẫn còn bay sao xác. Những bụi cây cứng bị mìn thổi còn trơ lại phần thân đều tăm tắp. Qua chỗ đó, tôi còn gỡ được ba trái mìn nữa thở phào đến đoạn gần can tuất chắc hết mìn và cũng hết phục vì chưa bao giờ có chiến sự xảy ra ở đoạn này tôi ra hiệu cho anh em dừng lại giải lao dù sao trước khi vào phun, quần áo cũng phải chỉnh tề quân dung tươi tỉnh lần này nhân đưa cho tôi cái áo thun màu xanh để đổi gà cái áo này nhân cho tôi nhưng mặc hơi chật. Từ ngày vào lính, cơm hầm nước suối, hai thằng chắc cũng khỏe mạnh hơn. Tôi tìm một nhà dân ở ngay bên đường, đưa cho chị chủ nhà cái áo. Chị cầm và khen đẹp. Đúng là áo còn mới. Chị đưa ngay cho con gà úp trong nơm. Tôi xách gà vào C14 của trung đoàn 95 nhận gạo, rồi cùng anh em dở cơm vắt ra ăn tiện có hồ rửa mặt mũi chân tay đàng hoàng lại còn đóng đầy bi đông nước thật là khoan khoái tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn hội ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.